rồi mình có trách nhiệm với người khác, người khác cũng có trách nhiệm với người khác, và cả xã hội sẽ trách nhiệm. Thì do đó mà ban tổ chức chương trình cũng mong muốn rằng cái chương trình không phải là chỉ có Hoa Sen hay là chỉ có tập đoàn Hoa Sen làm chương trình này, tài trợ chương trình này, mà sẽ có nhiều doanh nghiệp sẽ tài trợ và sẽ thực hiện, phối hợp thực hiện những cái chương trình như thế này trong tương lai. Và như vậy thì chúng ta sẽ lan tỏa được những cái giá trị sống, sẽ lan tỏa được những điều tốt đẹp, và cái điều này làm cho xã hội chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn. Trinh cũng hoàn toàn đồng ý, và cảm giác bây giờ là rất là háo hức muốn được đến tận mắt chứng kiến chương trình gala cuối năm đó. Và không biết là anh có thể chia sẻ về cái thời gian, cũng như là nếu như có những người như Hà Trinh, Hồ Trung Dũng và quý vị khán giả muốn trực tiếp đến xem hoặc là theo dõi qua truyền hình, thì chúng ta sẽ phải theo dõi vào khung thời gian nào ạ? Cái chương trình tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ vào ngày 21 tháng 5 vào thời gian là 18:30, và cái chương trình tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 24 tháng 5. Thì hiện nay chúng tôi có tổ chức những cái cuộc thi tìm hiểu để mà nhận vé ở trên trên trang web Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, và chúng tôi cũng có thông qua báo dân VN Press, báo Dân Trí, báo Thanh Niên, rồi Tuổi Trẻ, thì cũng sẽ thực hiện cái việc là phân phối vé, một số cái vé mời thông qua các tờ báo này, rồi chúng tôi cũng sẽ phát hành vé mời và sẽ phân phối đến các cái trường đại học cao đẳng ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì chương trình này là chương trình cho cộng đồng và hoàn toàn là vé mời, không có bán, không bán vé, mà vé mời miễn phí. Nhưng mà chương trình sẽ rất là chất lượng, bởi vì những cái ví dụ như chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh đó, đó là cái đối mặt với nghịch cảnh, tức là trong cái cuộc sống chúng ta có thể gặp nghịch cảnh bất cứ lúc nào, cái quan trọng là cái thái độ ta đối mặt và người ta vượt qua đó. Và đó là những câu chuyện hoàn toàn thật ở trong cái chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cái chương trình ở tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình là chủ đề của nó là niềm tin. Niềm tin là để mà giải quyết thì cái gốc rễ nó là niềm tin. Có niềm tin thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Nói như vậy để thấy là chương trình về đầu tư về cả nội dung và về cái chất lượng về nghệ thuật rất là cao. Vâng, xin cảm ơn anh và xin chúc cho chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, cũng như là đền đáp lại cái tâm huyết của cả tập đoàn của chúng ta đã cùng đầu tư vào chương trình và hy vọng sẽ nhân rộng mô hình này ra khắp xã hội. Xin cảm ơn. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây là ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là...